Vâng, Khang Minh GPL xin kính chào toàn thể quý anh em nha. Ngày hôm nay là mùng 6 Tết, ngày đầu mở hàng khai xuân đầu năm mới 2020 của Khang Minh GPL. Những sản phẩm nằm trong chương trình khai xuân mở hàng đầu năm của Khang Minh bao gồm 4 sản phẩm. Thì ở video bên trên, Khang Minh đăng tải cách đây 2 đến 3 ngày, các bác và quý anh em đã nắm được 4 sản phẩm này. Trong đó có 2 sản phẩm đã có chủ nhân, đó là chiếc Crown 3600 và cặp phun đơn 4 số model 4725A CT2. Cả hai sản phẩm này đều về với một em ở dưới Hải Dương. Qua video này ngày hôm nay, Khang Minh xin chân thành cảm ơn em. Chúc em và gia đình cùng toàn thể các bác và quý anh em yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng và mọi điều như ý nhá các bác nhá. Cặp 4725A CT2 em đã đặt cọc Khang Minh, tuy nhiên em sẽ đón cặp loa này sau. Và bên ngoài này là chiếc Crown 3600 Khang Minh đã đóng gói cẩn thận, chuẩn bị cho xe ôm đi gửi cho em về Hải Dương. Về hình ảnh, nội ngoại thất, số máy, số CG, Khang Minh đã làm và gửi riêng cho em vào Zalo. Trước khi em nhận hàng, kiểm tra lại những thông tin này giúp Khang Minh. Và thêm cả một chiếc biến nguồn nữa. Bán đồ âm thanh này, bán luôn cả đồ điện này các bác này. Thỉnh thoảng lại có các bác và quý anh em lấy những cái cục biến nguồn này của Khang Minh, sau đó Khang Minh lại đi mua những cái cục khác để dùng thôi. Con này sử dụng trong nội địa Mỹ 120V, đẹp gần như mới. Và dĩ nhiên phải dùng những cái cục biến nguồn này để phục vụ cung cấp điện cho những con dùng điện trong nội địa Mỹ 120 hay là những con xuất cho Nhật Bản 110, 100. Liwa 3000VA. Vậy mọi thông tin các bác và quý anh em trên mọi miền Tổ quốc quan tâm đến những sản phẩm âm thanh mịn bãi, hàng chuyên nghiệp biểu diễn, những thiết bị âm thanh pro, mọi người vui lòng liên hệ cho Khang Minh theo số máy trên đây nhé, hoặc là Zalo. Các bác và quý anh em nào cần sự tư vấn và hỗ trợ, vui lòng nhấc máy điện thoại cho Khang Minh hoặc là nhắn tin Zalo, liên hệ qua Zalo. Trong khả năng hỗ trợ được của Khang Minh, Khang Minh sẽ hỗ trợ tư vấn các bác và quý anh em hết mình. Khang Minh xin dừng video tại đây. Hẹn gặp lại tất cả các bác và quý anh em ở những video lần sau nhé.